Sau khi có được mở khởi đầu như mơ tại Pau FC, Quang Hải đã có trận thi đấu thứ hai liên tiếp phải ngồi trên băng ghế dự bị mà không được huấn luyện viên Didier Tholot tung vào sân bất kỳ một phút nào. Đáng lo ngại hơn, khoảng thời gian ngôi sao số 1 của đội tuyển Việt Nam bị gạt ra khỏi đội hình thi đấu cũng chính là lúc mà Pau FC đang chơi vô cùng khởi sắc khi đội bóng đến từ miền Nam nước Pháp hiện đang có mạch 3 trận bất bại liên tiếp, qua đó thoát khỏi vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng leader mùa giải 2022-2023. Và trận đấu tới đây, thầy trò huấn luyện viên Tholot sẽ phải đụng độ với một đại diện cực kỳ đáng gờm ở khu vực phía Bắc của nước Pháp là Valenciennes, một đội bóng đã cho thấy được phong độ cực kỳ ấn tượng trong thời gian vừa qua. Vì vậy, liệu Quang Hải và các đồng đội có thể nối dài được số trận bất bại liên tiếp của mình, hay sẽ phải đón nhận một thất bại ngay tại thánh địa North Camp? Ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn hãy đến với bài phân tích và nhận định của chúng tôi về cặp đấu giữa Pau FC và Valenciennes vào cuối tuần nhé. Pau FC đang trải qua những ngày tháng hạnh phúc nhất của họ kể từ khi bắt đầu mùa giải mới, khi thầy trò huấn luyện viên Didier Tholot đã bỏ túi được 1 trận thắng và 2 trận hòa trong 3 trận đấu gần nhất, qua đó vươn lên đứng ở vị trí thứ 19 trên bảng xếp hạng, bằng điểm với 4 cái tên ở phía trên là Saint-Étienne, Niort, Quimperlé và Lavallois. Do đó giờ đây, cơ hội để đội bóng chủ sân North Camp thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ là vô cùng lớn, khi chỉ cần thêm 1 trận thắng nữa thôi, Pau FC hoàn toàn có thể vươn lên ở vị trí nửa trên trong bảng xếp hạng, khi khoảng cách của những đội bóng top 10 giờ đây chỉ còn là 2 đến 3 điểm. Những trận bất bại liên tiếp trong quãng thời gian vừa qua là một dấu hiệu vô cùng tích cực đến từ huấn luyện viên trưởng Didier Tholot, khi ông đã có một bộ khung ưng ý nhất với 11 cái tên trong sơ đồ 532 của mình. Đây là một cách tiếp cận khá thực dụng và cực kỳ phù hợp để giúp cho Pau FC đối mặt với những đội bóng lớn và có thể thoát khỏi tình trạng khó khăn như thời điểm này. Với việc đã kịp thời chiêu mộ những tân binh cuối cùng trong thị trường chuyển nhượng mùa hè như là Ibnou, Mojago hay đặc biệt là Mohamed Zatara, thì chúng ta đã có thể thấy những đường lên bóng của Pau FC giờ đây đã trở nên mạch lạc hơn rất nhiều, quyết đoán hơn rất nhiều, chứ không còn là sự y ạch như thân hình của Madenjok nữa. Tuy nhiên, điều mà chúng ta đáng buồn thay là trong số 11 cái tên được ông Tholot xây dựng trong khối 532 đã không còn có sự góp mặt của Nguyễn Quang Hải nữa. Và kể từ khi chiến lược gia người Pháp tạm biệt với khối 4231 quen thuộc và đã làm thương hiệu của mình tại Pau FC, thì tiền vệ người Việt Nam dường như đã mất luôn suất đá chính của mình vào tay những cầu thủ cao to có khả năng tổ chức phản công tốt và càn lướt như là kiểu Henri Saivet hay Basuamina. Và đó chính là lý do khiến cho Quang Hải đã ngày càng bị bật bãi khỏi đội bóng sân North Camp. Bởi những con số thống kê cho thấy, rõ ràng Pau FC đã chơi tốt hơn khi không có sự có mặt của quả bóng vàng Việt Nam năm 2018. Và nếu như không có gì thay đổi, thì dự kiến huấn luyện viên Tholot vẫn sẽ còn sử dụng chiến thuật này dài bởi phong độ của ông và các học trò trong quãng thời gian gần đây là quá tốt. Và trận đấu tiếp theo, Pau FC sẽ có cuộc tiếp đón Valenciennes ngay trên sân nhà. Trước khi trận đấu này diễn ra, thì các tờ báo tại Pháp đã dự đoán ngay từ đầu rằng đội bóng sân North Camp sẽ khó có thể làm nên được điều gì đó bất ngờ trong bối cảnh mà các cầu thủ Valenciennes đang có một chuỗi phong độ cực kỳ thăng hoa, khi họ đã bất bại trong 5 trận đấu gần nhất với 2 thắng và 3 hòa. Chưa kể từ đầu mùa giải, đội bóng áo đỏ đen mới chỉ chịu khuất phục đúng một lần duy nhất trước Metz tại vòng thi đấu thứ 3. Ở mùa giải năm ngoái, đội chủ sân Hanoi Stadium chỉ xếp ở vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng, kém Pau FC đến tận 6 bậc. Một thành tích vừa đủ đến cho đội bóng có biệt danh là The Athenian có thể trụ hạng. Tuy nhiên ở mùa giải năm nay, Valenciennes họ đã thay ra đổi thịt một cách nhanh chóng mặt, khi huấn luyện viên trưởng là ông Olivier Guégan đã gỡ bỏ triết lý ưu tiên sử dụng những cầu thủ nổi để mở lòng hơn với những cầu thủ ngoại binh. Và chính điều đó đã khiến cho tập thể của ông trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều khi đã đem về 4 tân binh vô cùng chất lượng ở mùa giải năm nay, bao gồm Floyd Agite người Togo, Marius Nubishi người Cameroon, Yashine El Mamri người Morocco và thủ môn Hiller Konate người bờ biển Nga. Và với sự xuất hiện của hàng loạt những cầu thủ ngoại binh này thì nó đã thổi vào một làn gió vô cùng mới mẻ trong lối chơi của Valenciennes. Và từ đó, hiệu suất ghi bàn của họ gia tăng một cách đáng kể, khi kể từ đầu mùa, đội bóng của huấn luyện viên Guégan đã bỏ túi cho mình đến 9 pha lập công, và chủ yếu nó thuộc về các tiền đạo chạy cánh của họ là Elias Hamache, khi đã có 3 lần sút tung lưới đối phương và hiện đang nằm trong top những winger xuất sắc nhất và triển vọng nhất tại Ligue 1 mùa giải năm nay, khi cầu thủ người Pháp chỉ mới vừa bước sang tuổi 19. Thêm vào nữa, tiền đạo cắm Marius Nubishi cũng là một tay săn bàn đích thực của Valenciennes và sở trường là sự càn lướt cùng với tốc độ tuyệt vời. Khi ở mùa giải năm nay, anh đã hòa nhập vô cùng nhanh với đội bóng mới và đã đút túi 2 chiến thắng cho riêng mình. Do đó, với một hàng tấn công vô cùng nguy hiểm của đối thủ, thì dự kiến hàng phòng ngự của Pau FC sẽ có một ngày làm việc vô cùng vất vả khi liên tục phải đối mặt với 2 chân sút có thể hình lực lưỡng này. Và trận đấu tới đây, Olivier Guégan sẽ sử dụng sơ đồ chiến thuật 442 quen thuộc để đối đầu với một khối build-up 532 vô cùng chặt chẽ của huấn luyện viên Tholot. Tuy nhiên ở trận đấu này, các thủ Pau FC sẽ cần phải thực sự thận trọng trong những tình huống đánh trực diện và trung lộ của Valenciennes, khi theo những gì mà chúng tôi quan sát, 4 tiền vệ ở phía trên của đội khách sẽ chơi cực kỳ biến ảo. và họ hoàn toàn có thể luân chuyển thành khối 4222 để có thể tăng sự sáng tạo và đột biến về phía khung thành của đối phương. Do đó, ông Tholot đương nhiên sẽ phải sắp xếp một hàng tiền vệ vô cùng dày đặc trước khu vực 16m50 để có thể che chắn được những tình huống xông thẳng vào vòng cấm của đối thủ nhằm bảo vệ mảnh lưới cho thủ thành Oliero. Vì vậy, ở trận đấu tới, Pau FC sẽ chơi với sơ đồ chiến thuật 5-3-2 và sẽ là sự lựa chọn của huấn luyện viên Tholot khi trong khung gỗ là Oliero, 5 trung vệ trải dài khắp 1/3 cuối sân là Jean Lambert Evans Quasi, Jean Ruiz, Nueso cùng với Eddie Kofi. Bác tiền vệ chơi ở phía trên sẽ là Ceci Diameda, Henri Saivet và Steve Belnard. Và hai tiền đạo chơi cao nhất trên hàng công thuộc về Mohamed Zatara và Pape Ibnou. Đây là một đội hình quen thuộc của FC trong những trận đấu vừa qua. Và đương nhiên rồi, tiền vệ mà chúng ta mong chờ nhất là Nguyễn Quang Hải sẽ ngồi trên băng ghế dự bị và chờ đợi cơ hội được ra sân ở hiệp thi đấu thứ hai. Cho đến thời điểm này, câu bằng mà nói thì Hải Con thực sự còn khó có cơ hội vào sân trong những phút cuối cùng của trận đấu. Chứ huống gì chúng ta có quyền mong đợi vào một suất đá chính của tiền vệ người Việt Nam. Khi ở thời điểm hiện tại, Hải chỉ là sự lựa chọn thứ 3 sau Henri Saivet và Basuamina. Mặc dù trong những buổi họp báo gần đây, ông Tholot vẫn khẳng định Quang Hải là một phần quan trọng của Pau. Tuy nhiên, với việc chưa đưa ra sự hòa nhập tốt cũng như là chưa làm quen với môi trường bóng đá phương Tây chính là lý do lớn nhất khiến cho Hải Con đang phải ngồi trên băng ghế dự bị ở thời điểm này. Và sau khi kết thúc lượt trận thi đấu cùng với Pau FC vào cuối tuần này, Nguyễn Quang Hải sẽ trở về Việt Nam để hội quân cùng với đội tuyển quốc gia để chuẩn bị cho hai trận đấu giao hữu gặp Singapore và Ấn Độ. Cụ thể, Hải Con sẽ đi chuyến bay mang số hiệu EK392 từ Dubai, UAE về sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Hành trình này dự kiến sẽ kéo dài khoảng 7 giờ 30 phút bay và chênh lệch 3 múi giờ so với Việt Nam. Cầu thủ chủ chốt sẽ có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất vào lúc 20 giờ ngày 19 tháng 9 sau khi Anh về đại bản doanh của đội tuyển để trình diện với ban huấn luyện trước khi có buổi tập đầu tiên vào ngày hôm sau. Quang Hải sẽ đi một hành trình khá dài và mất gần một ngày mới đến thành phố Hồ Chí Minh. Bởi cầu thủ sinh năm 1997 sẽ bay từ Pháp sang UAE rồi mới nối chuyến về Việt Nam vào tối ngày 19 tháng 9. Do đó, Hải Con sẽ tập trung muộn 3 ngày so với đồng đội. Sau khi trải qua một quãng thời gian khó khăn cùng với Pau, thì chúng ta hãy hy vọng rằng quãng thời gian 2 tuần ở Việt Nam sẽ giúp cho Quang Hải xua tan đi mọi áp lực mà anh đã phải gánh vác suốt bấy lâu này tại xứ sở Lục Lăng. Thêm nữa, hai trận đấu giao hữu sắp tới cũng là cơ hội rất lớn để tiền vệ sinh năm 97 có thể lấy lại cảm giác bóng cũng như sự tự tin của mình. Qua đó chứng minh được đẳng cấp và ghi điểm trong mắt huấn luyện viên Tholot, nhằm hy vọng tìm kiếm được một suất đá chính trở lại trong tương lai. Thêm nữa, trận đấu vào cuối tuần này cũng sẽ là cơ hội, cho dù là ít ỏi, để Quang Hải có thể chứng minh được năng lực trước cuộc tiếp đón Valenciennes vào sân nhà. Và nếu như tỏa sáng thì đây sẽ là một tiền đề rất tốt để cầu thủ người Việt Nam tự tin hơn trước khi bước vào giai đoạn tháng 10. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi đến hết video ngày hôm nay. Nếu các bạn thấy hay, nhớ để lại một like và một subscribe channel BLV Mai Anh Tài nhé. Đó là nguồn động lực to lớn để tụi mình có thể ra tiếp những video chất lượng hơn nữa trong tương lai. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.